Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái chiếc xe mà bên em Lợi vừa mới nhập về, đó là chiếc Chevrolet Colorado sản xuất năm 2018, số tự động, một cầu, máy dầu, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan màu đỏ. Vâng, toàn bộ xe thì bên em Lợi cũng đã lấy về hôm qua và kiểm tra, khẳng định cam kết với quý anh chị đây là một cái chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, và kính và đèn máy số là nguyên zin, toàn bộ bốn cánh cửa cốp trước cốp sau là nguyên bản, và xe thì máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bên em Lợi rút hồ sơ cho quý anh chị nào có nhu cầu rút hồ sơ. Toàn bộ xe từ thân vỏ đến ngoại thất khá là đều và đẹp. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài, từ đèn pha, phần đầu của chiếc xe này khá là đều và vuông vắn. Tất cả xe thì cam kết là nguyên bản nha quý chị ơi. Đấy, xe thì lốp một dàn, lốp rất là dày. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Và bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, alo em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên phụ của chiếc xe này, rất là đều và sơn zin bóng đẹp. Tất cả các cái phần đầu xe và cuối xe nó đều màu sơn. Đấy, sơn cực kỳ bóng và đẹp nha quý anh chị ơi. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái chiếc Colorado 2018 này thì nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và với cái chiếc xe Colorado bản LT số tự động này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Đấy. Toàn bộ xe thì được lắp thêm nắp thùng thấp. Đấy. Và với cái xe mà tự động một cầu chỉ đi trong phố phường, từ chất gầm, chất máy nó khá là đẹp. Đây, toàn bộ cái phần lốp lắp này và nắp thùng. Đấy, rất là đều và đẹp nhá. Chevrolet Colorado 2018 bản tự động. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em Lợi. Đây em quay review sát vào cho quý anh chị xem này. Riêng cái phần lốp này thì cũng không có gì phải lo nghĩ luôn. Lốp cực kỳ dày. Đấy, lốp này rất là dày nhá. Và các cái phần chassis của chiếc xe là không mục mọt gì, và chassis sơn zin toàn bộ. Đấy. Từ các cái ốc sơn đánh dấu 7 màu giảm sóc này, nguyên zin từ đầu. Đấy. Một cái chiếc xe mà chất xe đi khá là ít và giữ zin, được bác chủ quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ, từng định kỳ dầu thay đều rất là chuẩn. Đấy. Toàn bộ bậc lên xuống của chiếc xe nó mới này. Đấy. Nó rất là long lanh đây nhá. Đấy. Bậc lên xuống này, cực kỳ đẹp. Và xe thì được trang bị xin nhan trên gương này. Đấy. Đèn pha của chiếc xe là xin xịn sò. Đấy, rất là sáng và đẹp. Từ các cái phần ba đờ sóc này, ba đờ sóc phía đầu của chiếc xe nó đều và đẹp. Toàn bộ cái khung gầm của chiếc xe đây, em quay cho quý anh chị xem cái phần khung gầm này, nó đều và mới. Đấy, rất là đẹp nha. Máy móc khô ráo, khung gầm cực kỳ đẹp. Một cái chiếc xe mà chỉ chạy trong phố phường, không chạy công trường và không chạy vùng biển mũi mặn, nên là cái phần gầm cũng khá là đánh giá là khá là mới và đẹp. Lốp 5 quả đều như nhau, từ các cái phần cu lốp này, kia cu lốp nó đều và căng. Bậc lên xuống hai bên đều nhau.
lên sườn sơn zin nó bóng và đẹp. Đấy. Kính đèn thì không có dấu hiệu bị rạn nứt gì, toàn bộ kính này là kính zin theo xe năm 2018 hết. Và đây, toàn bộ cái phần kính của chiếc xe đều rất là đẹp. Và đây, xin nhan trên gương hai bên, tay nắm móc khóa này. Đấy, chắc chắn. Và khe hở cánh cửa nó khít, nó đều như thế này này. Từ trên xuống dưới nó đều tăm tắp. Các cái phần ba bu lê này không bị móp méo gì. Đấy, anh chị em nhìn cái chiếc xe nó đều, nó vẫn cứng này. Từ cái sassi khung gầm này, đấy, nó mới và đẹp như thế này đây. Sassi cực kỳ đẹp luôn. Đèn hậu của chiếc xe, đây là đèn hậu của chiếc xe này. Đấy, đèn hậu rất là mới và sáng. Đấy, phần cản sau của chiếc xe này, cản sau cực kỳ đẹp. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào cái phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Nhưng mà trước khi xem vào phần nội thất thì quý anh chị nhìn bốn cánh cửa táp ly đều là zin, đều màu theo thời gian. Và các cái khôn khung cột của chiếc xe là sơn zin. Đấy, xe cam kết là không đâm vào khung cột, tất cả các cánh cửa đều là nguyên bản theo xe. Xe thì được trang bị nội thất ghế da hai màu khá là đẹp. Đây là cái phần táp ly cánh cửa bên lái này. Các cái phần chỉ cánh cửa là nguyên bản từ đầu. Đấy, zin. Và các cái phần tay nắm này lên xuống kính điện đều zin 100% và chưa có dấu hiệu bị sơn lại. Tất cả sáng và đều đẹp. Khóa tổng lên xuống kính điện. Đấy. Bậc lên xuống của chiếc xe này nó không bị chảy xước gì, sơn zin toàn bộ. Và đây là cái trải sàn da. Đấy. Khung cột ốc tem mác đầy đủ hết zin. Không có tháo lắp gì. Toàn bộ khung cột nguyên. Nội thất ghế rất là căng và đẹp, toàn bộ nội thất của chiếc xe này. Đường gân ghế nó cực kỳ căng và mới, đẹp, zin 100%. Đây, quý anh chị nhìn cái vô lăng củ số của chiếc xe này. Đây, bàn đạp toàn bộ nó đều và mới như thế này đây. Đây là toàn bộ cái phần ghế phía sau của chiếc xe. Đây, táp ly cánh cửa phía sau. Toàn bộ là zin, không sơn lại. Đây, từ các móc khóa tay nắm và đến các cái hàng ghế phía sau của chiếc xe này. Hàng ghế phía sau cực kỳ mới và đẹp. Trần của chiếc xe là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Trần không bị xù và trần rất sạch đẹp nhé. Đấy, đây là toàn bộ cái phần cánh cửa. Xe được trang bị thêm màn hình này. Vô lăng củ số. Đấy, xe sử dụng hộp số tự động. Màn hình điều hòa auto đều rất là mát và đều hoạt động khá là tốt. Vâng, em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe Corrado 2018 phiên bản tự động, một cầu máy dầu màu đỏ. Xe là cam kết là đẹp và chuẩn, không có đâm xô tai nạn gì. Và máy số là nguyên bản. Đây, toàn bộ cái phần thùng của chiếc xe nhá, khoang thùng không có dấu hiệu bị chảy xước gì và thùng rất là đẹp. Đấy. Tất cả thùng không chở hàng nặng nên là cũng khá là đẹp và khoang thùng cực kỳ rộng, thoải mái. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Táp ly hai cánh cửa nó khá là đều màu nhau theo thời gian. Và tất cả các cái phần nội thất ghế này, phía trước, phía sau, khung cột hèm cánh cửa đều zin 100%. Đây, cột của chiếc xe này. Đây, sơn zin toàn bộ, ốc chưa tháo lắp gì. Bật lên xuống các thứ đều rất là đẹp này. Táp ly bàn thờ của chiếc xe nó cực kỳ mới đây. Xe được trang bị hai bóng khí. Đấy, hai bóng khí phía trước cho người lái và người ngồi phía trước bên phụ. Đều là zin 100%. Tem mác của cái táp ly này nguyên hết.
Đây em lội sang quay vào phần máy cho quý anh chị xem nhé. Toàn bộ phần máy, máy cam kết với quý khách hàng là máy sáng và nguyên zin. Đấy, máy khổ bô khổ xả nó rất là sáng này. Zin từng con ốc luôn nhé. Đấy, ốc các thứ là nguyên zin. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5. Đấy, máy dầu 2.5. Từ các cái ốc cabo này chưa tháo lắp này này. Đấy, nó nguyên bản như thế cơ mà. Đấy, từ các cái phần ốc đầu này đều zin 100%. Đấy, tất cả các cái phần khoang động cơ nó rất là đẹp và sáng. Đấy, từ các cái nhựa đây quý anh chị nhìn này, cái nhựa này, ốc động cơ này sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Nên là không có đâm xô gì hết, tai nạn gì hết, toàn bộ bán cam kết bảo hành cho quý anh chị. Ốc dàn đầu này chưa tháo lắp, sơn zin toàn bộ. Xe sử dụng động cơ máy dầu Chevrolet Corrado phiên bản tự động, máy dầu một cầu màu đỏ. Và đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe này. Máy dầu chạy rất là êm và ổn định nhá. Vâng, vừa rồi em đợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe Chevrolet Corrado sản xuất năm 2018 số tự động màu đỏ. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em đợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.